chưa đi cơ. Wow. Wow, cầu trượt này là gọi là cầu trượt xoắn. Ôi Đậu ơi, mẹ phát hiện ra ở đây có một chiếc xe rất là hay Đậu ạ. Đây chính là chiếc xe ô tô này. Chiếc xe ô tô này là chiếc xe ô tô vòng xoáy đấy cậu. Đậu ngồi lên đây đi, xong rồi mình sẽ đu như thế này. Ôi, chiếc ô tô này rất là hay luôn các bạn. Nhưng mà bạn Đậu không dám chơi. Đậu ơi, Đậu ơi, Đậu ơi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Chúng mình đi trú mưa thôi. Hai bạn ơi, trú mưa thôi, đi. Ôi, chúng mình trú mưa vào đây Đậu ơi. Đậu ơi, Đậu. Mưa rồi, chúng mình phải vào đây trú mưa thôi. Hai bạn vào đây trú mưa đúng không? Mình ở trong đây thì mình sẽ không bị mưa đâu, không bị ướt người đâu. Đậu ơi, đi ra đây đi, không có anh nhảy xuống, nhảy vào người đấy. Đậu, Đậu đi lên đây, Đậu đi lên đây. Và màu đỏ một chân để màu xanh. À, mình bước lên nè. Wow, bạn Đậu giỏi quá. Đây là trò chơi giữ thăng bằng đấy các bạn ạ. Với sự giúp đỡ của mẹ, bạn Đậu có thể vượt qua trò chơi này một cách dễ dàng. Rồi. Wow, bạn Đậu giỏi thế nhở. Bây giờ chúng mình quay lại nhé. Bây giờ chúng mình quay lại này. Quay lại này. Không, một chân con để bên kia, chân để bên kia. Nào con đi lại đi. Con đi lại đi. Không. Đậu đi lên chơi cầu trượt ống đi. Sẵn sàng rồi. Bạn Đậu đâu rồi? Bạn Đậu lại muốn trượt cái cầu trượt này nữa. Nào Đậu trượt xuống đi nào. Wow. Đậu trượt đi. Đậu trượt xuống đi. Ôi, Đậu ơi, mẹ phát hiện ra có một chiếc xích đu hình tròn khổng lồ luôn này. Đậu ơi. À, để mẹ đu cho Đậu nhá. Wow, đây là một chiếc xích đu khổng lồ luôn đấy. Wow. Wow. Bạn Đậu đu chiếc xích đu khổng lồ này rất là thích các bạn ạ. Wow. Nhanh. Gì nhỉ? À, cái này là Đậu đứng ở trên này xong rồi Đậu quay này. Đậu đứng lên để Đậu quay ấy. À. Wow. Để quay nha, Đậu sẵn sàng chưa? Bấm chắc vào. 1 2 3. Bạn Hiếp này bạn đang ngồi đây làm gì đây? À bạn Hiếp bạn đang nhặt cỏ này. Đâu ơi. Bạn Hiếp bạn đang nhặt cỏ đấy. Ồ. Đây. Thôi bây giờ chúng mình bye bye các bạn đi để đi về nào. Chúng mình bye bye các bạn nhá.